Đây là những cái vùng mà đang biểu hiện viêm da của em nhé. Em thấy nó thường xuyên nó đỏ không? Đỏ ha, và nó dễ nổi những cái mụn nhỏ li ti á. Mà em bôi hầu như là nó cũng có xuống nhưng mà nó không có hết được, nó cứ tái đi tái lại đúng không? Em thấy thường xuyên nó đỏ không? Rồi, ở cái vùng má này á, thì cái vấn đề em bị viêm á, cái mô nó tổn thương khá nặng. Thì trong những cái mô này nó đều còn những cái dịch nha, nó chưa hết nha, hoàn toàn nha. Đây này, nó cứ bong bóng như thế này này. Thì đối với những cái nốt mụn mà nó viêm mà nó cứ bong bóng, nó tím bầm bầm như thế này, nó rất có khả năng để lại sở rỗ nha. Thì em thấy toàn bộ những cái nang của em nó xuống, có những cái nó xuống và có những cái chưa xuống thì nó vẫn đã để lại sở rỗ rồi ha. Cái phần ấn đường của em cũng như thế này này. Đó, da em khá yếu và khô. Rồi ở những cái vùng cằm này, thì chúng này nó cũng còn những cái nang này, toàn bộ nó còn chai hết nha em. Em rửa em sờ thì nó cục cục đúng không, miết như thế này nó cục cục, nó rất là to và đặc biệt da em rất là khô. Hiện tại em đang dùng cái sản phẩm gì mà da khô vậy? Bây giờ về ngưng cái sản phẩm đó đi nha, mình bôi mình phục hồi mình dưỡng nhiều hơn ha, chứ không bôi cái sản phẩm đó nữa. Vì khi cái nếp sừng em cứ bong cứ khô như thế này thì cái hệ miễn dịch trên cái nếp thượng bì em rất là yếu, khi bị mụn nó dễ bị nang chai, thứ hai lấy nó dễ bị tổn thương, dễ thâm dễ sẹo, và đặc biệt thực là da mình nhạy cảm, dễ bị nổi nổi nổ, cái mụn mới nha. Rồi bên này cũng vậy, cái da rất là khô nha. Cái phần này nang chai này, bên này thì nang chai nó to hơn này nhé. Và những cái phần này nó xuống nó cũng sẹo. Và cái da của em, cái vấn đề là chúng ta quan tâm nhiều nhất là cái điều trị mụn viêm ấy, thì có thể mình dùng Excel 1 đến 2 lần nó hết. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề chúng ta phải phục hồi da. Đối với phục hồi da của em thì có thể phải phục hồi từ 5 đến 6 buổi phục hồi á. Thì có thể là mình kết hợp thêm meso vào rồi bôi dưỡng tại nhà nữa. Những phần này là nang chai hết này. Da yếu lắm nhỉ, viêm da bây giờ coi như em bị viêm da toàn mặt rồi. Quá trình khi mình bị mụn á, em có nghĩ tại sao nó bị viêm da không? Quá trình khi mình bị mụn, vấn đề da chúng ta đã có vi khuẩn sẵn rồi, cộng với cái việc là cái sự bài tiết tế dầu em có quá nhiều rồi, cái em bôi những cái sản phẩm nó khô nó bong tróc như thế này, thì vấn đề cái mất độ ẩm bên trên cái lớp thượng bì á, từ cái mất độ ẩm này thì dẫn đến tình trạng chúng ta dị nhiễm khuẩn nhiễm nấm nhé. Và cái da của em thấy cái vùng mũi với chỗ này nó đỏ au à, nên là cái việc viêm da như thế này á, là khi em bị tới cái mức độ viêm da như thế này rồi, thì cái điều trị mụn ấy đối với bây giờ thì nó chỉ cần 1-2 buổi thôi, nhưng cái phục hồi cái viêm da này này mới là cái quan trọng mà em cần có thể kéo dài đến 2-3 tháng. Khi mà da nó phải có cái sự đàn hồi tốt, phải khỏe như cái vùng cằm này này, thì lúc này em mới hạn chế bị nên mụn lại. Không nó dễ bị nên mụn, mà khi bị mụn thì dễ bị viêm da nhé. Rồi ăn uống này, thứ hết bây giờ về ăn uống, ăn ít đồ ngọt này, đồ béo lại, chất béo dầu mỡ chiên xào trà sữa các thứ ăn ít lại. Thứ hai là uống nước nhiều, ăn nhiều rau xanh lên. Rồi bổ sung thêm kẽm vào. Để làm gì? Bổ sung thêm kẽm để cho nó tăng cái hệ miễn dịch da lên. Chứ da viêm đỏ như thế này nó thường xuyên đi mới. Mà cái chuyện em đi ra ngoài nắng bây giờ rất là căng khô đỏ.